Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Ngày hôm nay tranh thủ nhận sửa một cái chiếc xe điện cân bằng thì tôi bổ ra và tôi sẽ review cho tất cả anh em xem, và chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về nguyên lý hoạt động của nó nhé. Thì cấu tạo của nó đây, nó sẽ gồm hai động cơ hai bên này, tương ứng với hai cái bánh này. Đây là một động cơ này và đây là một động cơ này. Thì dây động cơ đây, dây động cơ phía bên tay phải tôi đây, nó là một động cơ không chổi than các bạn nhé. Đây cũng gồm 3 dây pha và 5 dây cảm biến. Và động cơ thứ hai, đây là động cơ thứ hai này, thì cũng gồm 3 dây pha và 5 dây cảm biến. Khi mà chúng ta test động cơ này thì chúng ta hoàn toàn có thể test và kiểm tra giống hệt các cái dòng động cơ như xe đạp điện khác các bạn nhé. Thì ở đây đối với xe điện cân bằng chúng ta sẽ sử dụng hai cái bo men. Đây là bo men này và đây bo men này. Chúng ta hoàn toàn có thể test được cái động cơ này nhé. Đây, và test được cái bo điều khiển này. Thì bo điều khiển này gồm 61 phép và gồm các cái 3 dây pha và các cái dây nguồn cấp đến giống hệt một cái bo điều khiển khác thôi. Nhưng nó khác nhau là ở chỗ là các cái bo điều khiển của xe điện của mình ấy, thì là nó sử dụng tay ga. Còn ở đây nó sử dụng cảm biến để điều khiển các bạn nhé. Đây chính là vị trí đặt sensor này. Đây, sensor tiến và sensor lùi các bạn nhé. Hai cái sensor này nó hoạt động dựa trên cái công tắc này, công tắc của cao su này. Khi chúng ta đứng chân lên thì đây này, thì cái nút cao su này nó sẽ tác động vào cái căn cảm biến đấy để bo mạch nhận biết được là tiến hoặc lùi. Đây bạn nhìn thấy không, khi chúng ta đứng thẳng thì đồng thời nó sẽ tác động cả hai nút cao su này, thì bo mạch chủ nó hiểu rằng chúng ta đang thẳng đứng, thì như vậy nó sẽ cân bằng và động cơ nó sẽ không chạy các bạn nhé. Nguyên lý nó hoạt động nó hoàn toàn nó đơn giản như vậy thôi. Và đây tôi giới thiệu lại này, đây là một bo bên phải này, đây là bo bên trái này, và bên trái này cũng tương tự như vậy nhá. Mỗi bên để chân của chúng ta nó sẽ gồm hai nút ấn cao su này. Khi chúng ta đứng lên thì nó hiểu nôm na đó là cái công tắc tác động vào vị trí sensor các bạn nhé. Đây, vị trí sensor đây. Nếu mà núm cao su nó bị cụt này thì không chạy đâu các bạn nhé. Đấy, chúng ta phải để ý hoàn toàn cái vị trí núm cao su này rất là quan trọng các bạn nhé. Xô lệch hoặc là nó khi mà chúng ta lắp vào ấy, mà cái núm cao su này nó không nằm ở vị trí kẽ của cái sensor này thì nó không làm việc được đâu các bạn nhé. Còn đây tất cả đây là những cái rắc nguồn cấp thôi. Còn hai vị trí dây này là dây nguồn cấp cho xa, hai nguồn cấp chung nhau. Đây, dây rắc nguồn cấp đưa sang bên này, chung nhau một nguồn pin. Còn đây là quả pin 36V các bạn nhé. Pin 36V 10S2P. Còn ngoài ra nữa nó sẽ gồm bên ngoài nó sẽ gồm một công tắc nguồn và một chân sạc này các bạn nhé. Đấy, con này tôi đã sửa xong, bây giờ tôi sẽ tiến hành lắp vào và chúng ta sẽ cùng nhau xem kết quả của nó thế nào nhé. Đây là cái xe đây, tôi đã sửa xong rồi các bạn nhé. Bây giờ tôi sẽ tiến hành ráp chiếc xe cân bằng này vào. Khi mà các bạn lắp cái main mà các bạn lưu ý nhé, thì có một số trường hợp mà khi mà các bạn lắp mà các bạn không để ý ấy, thì là khi lắp xong nó sẽ chạy, nó gây ra nhiều trường hợp lỗi mà các bạn khó mà phát hiện được. Thì đây nhá, ở đây có một con sensor này, bạn nhìn này. Các bạn nhìn thấy không? Cái con sensor đây này. Đây con núm cao su đây, nó phải nằm ở chính giữa nhá. Thì các bạn có thể dùng ngón tay để ấn trên bề mặt đây này để thử tác động này. Đấy. Như vậy đó là như bên này là được nhá. Còn nếu trường hợp mà các bạn lắp mà không để ý ấy, thì đây nó sẽ xảy ra trường hợp như thế này. Cứ hơi lệch một tí thôi, nó sẽ nằm xô sang một bên, bên trái hoặc bên phải. Và lúc này các bạn ấn, rõ ràng các bạn vẫn vặn ốc đúng chính giữa nhá. Đây thì bạn nhìn thấy không? Đây vẫn vặn ốc bình thường. Nhưng cái núm cao su đây này. Đây núm cao su này, nó không nằm giữa và các bạn ấn này. Nó không vào được vị trí sensor và sensor sẽ không nhận biết được các bạn nhá, nhìn thấy không? Đấy. Đây là một trong những cái trường hợp khi các bạn lắp các bạn phải cực kỳ để ý nhá. Đấy. Dù các bạn ấn chân thì cái sensor này nó không vào được vị trí sensor nên nó sẽ không làm được việc các bạn nhá. Đấy, đây là một số cái điểm lưu ý. Bây giờ tôi sẽ chỉnh lại cho nó nhé. Đấy, các bạn chỉnh lại và đưa cái núm cao su vào chỉnh chậm bên trong nha. Đấy, nó phải được như này mới được bạn này. Đấy, nó phải nằm ở bên trong này. Rồi, đấy. Rồi, tôi sẽ tiến hành ráp hết hoàn toàn cho các bạn xem nhé. Đấy, đây chúng ta đã cắm xong cái 3 pha nhá. Còn dây cảm biến chúng ta cắm vào rắc đây là xong. Rồi. Tương tự như vậy ở phía bên này. Chúng ta cũng cắm 3 pha động cơ này. Cứ xanh vào xanh này. Vàng vào vàng này. Xanh dương vào xanh dương này. Đấy. Và cảm biến chúng ta vẫn cắm vào nhá. Đây này, cảm biến của động cơ này. Trong trường hợp xe này mà muốn chạy được các bạn phải kiểm tra cả cảm biến động cơ các bạn nhé. Trường hợp cảm biến động cơ hỏng chúng ta phải sửa nhé. Rồi. Cái bên trái này này thì nó ăn nguồn từ bên phải nó đưa sang nhé. Chúng ta phải luồn cái dây nguồn đưa sang. Rồi, khi chúng ta luồn xong thì chúng ta cắm vào. Thì cái rác nguồn này nó đã thiết kế so le rồi, chúng ta cắm hoàn toàn cắm yên tâm, không sợ ngược nhé. Đấy, như vậy chúng ta đã cắm xong cái phần động cơ này, nguồn cấp này. Rồi, giờ chúng ta sẽ cắm đến con quay nhá. Đây, ở đây là con quay này. Đây, rác cắm con quay chúng ta sẽ cắm vào nhé. Cắm vào vị trí G2 này, trên bên của tôi là G2 các bạn nhé. Rồi. Đấy. Rắc nối giữa bên trái và bên phải nhá. Các bạn cắm vào đây. Ở đây nó là cái con chân USART nhá. Rồi. Chân bên này là chân USART, đây là cái chân nối giữa đây. Đây là chân nối từ chân bên trái này sang chân bên phải này. Đây, rồi nhá. Như vậy là xong rồi nhá. Chúng ta sẽ tiến hành cắm nút cảm biến này nữa. Đây, đây cảm biến này. Rồi. Tiếp tục bên này cũng có một dây cảm biến đây, dây cảm biến này tôi đã cắm rồi các bạn nhé. Đấy, rồi như vậy là xe này xong rồi các bạn nhé. Giờ chúng ta chỉ việc cần cấp nguồn nữa là xong thôi. Đây, tôi sẽ quay lại tổng thể cho các bạn nhé. Đây, nguồn cấp này, 3 pha này, cảm biến này, sensor này, rắc nối trung gian giữa hai bên này. Đấy. Rồi, đây dây cấp nguồn tổng từ pin, đây là khối pin nó sẽ nằm ở đây nhé. Là chiếc xe cân bằng mà tôi đã ráp xong hoàn toàn nhé, chỉ thiếu một cắm mới rắc nguồn pin nữa là xong thôi. Thì ở đây tôi giới thiệu lại lần nữa nhé các bạn nhé. Thì đối với cái bên trái đây này là bên mà chúng ta sẽ cắm rất là nhiều dây nhất, vì nó liên quan đến cả công tắc nguồn và rắc sạc và đèn báo loa. Thì tôi sẽ chỉ lại để các bạn khi mà các bạn tháo ra các bạn có thể dễ hình dung nhé. Vì có một số rắc các bạn nếu mà cắm nhầm có thể là không hoạt động được. Thì đây là rắc nguồn này, thì hiển nhiên rồi vì nó có đỏ đen và dây to nhất. 3 dây pha động cơ chúng ta có thể dễ dàng nhận biết được. Rắc cảm biến 5 giây gồm kèm rắc rồi. Thì ở trên bên này nó có một cái rắc đôi này, 2 dây màu đỏ, thì đây chính là rắc nhựa, nó có kèm rắc nhựa màu đỏ này luôn các bạn nhé. Thì cứ màu đỏ chúng ta cắm vào màu đỏ. Thì cái rắc này thì nó sẽ cấp vào cái chỗ bên loa nhé, trên bên loa, trên cái mặt của nó đây, cái bên loa đây. Rồi còn cái rắc này, rắc 2 dây này, rắc 2 dây này cạnh cái rắc nhựa đỏ này. Cái này cấp nguồn cho cái chân sạc các bạn nhé. Đây chân sạc đây. Còn cái chân nguồn cấp đây, ở chân power đây, switch bấm nguồn đây, thì là gồm 2 dây đỏ đen này. Nó sẽ cắm vào cái rắc 2 dây màu trắng này các bạn nhé. Đây màu trắng này, cạnh cái rắc đỏ này. Đấy. Và tương tự như vậy ở đây là cũng có một cái rắc nhựa trắng này. Nếu chúng ta nhầm chúng ta sẽ nhầm 2 dây này. Đấy. Thì đây chính là cái dây của cảm biến các bạn nhé. Nếu trường hợp chúng ta cả đây Chúng ta đây rắc cảm biến có 2 dây này. Còn cái chân này, chân rắc này chúng ta sẽ cấp rắc này. Rắc này là cấp lên đèn báo nha các bạn nhé. Đây đèn báo đây. Đèn báo mặt này. Đấy. Còn rắc này thì chúng ta sẽ cấp cho con quay này. Con quay hồi chuyển này. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành lắp pin và ráp vào nhé. Đây là chiếc xe điện cân bằng mà tôi vừa mới sửa xong các bạn nhé. Thì khi mà mình chưa bật nguồn ấy, thì nó sẽ như thế này. Rồi chúng ta bật nguồn lên nhé. Nếu trong trường hợp mà nó không tự cân bằng được thì chúng ta sau khi sửa xong chúng ta nên reset về mặc định nhé. Đấy, khi chúng ta ấn nguồn thì nó sẽ tự cân bằng các bạn nhé.